với vóc dáng cao ráo, hình thể cân đối, gương mặt đẹp dịu dàng, Thảo Sương hội đủ những yếu tố để trở thành một diễn viên điện ảnh. Năm 1961, người đẹp Thảo Sương đi thi Hoa hậu và thắng ngay giải Á hậu. May mắn đến nhanh với người đẹp khi cô được các nhà làm phim Việt Nam và Nhật Bản chọn làm nữ tài tử đóng vai Ngọc Dung trong cuốn phim Đôi mắt người xưa. Bước vào màn bạc, Thảo Sương rất may mắn khi đóng cùng với những tên tuổi đang được yêu thích như Thanh Nga, Xuân Dung, Kiều Trinh, Thành Được, Lê Quỳnh. Không dừng ở điện ảnh, có nhan sắc và giọng ca, Thảo Sương gia nhập đoàn hát thủ đô của ông bầu Ba Bản với nghệ danh là Dương Hải Đường. Đến đầu năm 1966, người ta mới thấy những tấm quảng cáo phim Đôi mắt người xưa xuất hiện và phim chiếu ở hai rạp lớn VEC và Đại Nam. Sau đó, phim được gửi đi tham dự Đại hội Điện ảnh Á Châu tại Ấn Độ. Nữ tài tử Xuân Dung đoạt giải diễn viên phụ xuất sắc của phim này. Năm 1969, Thảo Sương được đạo diễn Bùi Sơn Duân mời tham gia trong cuốn phim Ba cô gái suối Châu của Trung tâm Quốc gia Điện ảnh hợp tác với tổ chức phim ảnh Just Pow của Mỹ. Từ đây, Thảo Sương tham gia một số phim khác do Just Pow thực hiện. Ba cô gái suối Châu là phim do đạo diễn Bùi Sơn Duân và Trung tâm Quốc gia Điện ảnh Sài Gòn thực hiện năm 1969. Đây là bộ phim đầu tiên mà kép cải lương Thanh Tú tham gia phim ảnh. Cùng diễn với Thanh Tú là Diễm Trinh, Thảo Sương, Phượng Liên. Ba nữ diễn viên này vào vai ba nữ cán bộ xây dựng nông thôn tên Loan, Thúy và Hoa. Loan là nữ sinh ở Sài Gòn về quê chịu tang cha rồi bị kẹt lại quê nhà vì chiến cuộc. Tại đây cô đã gặp Hùng, một phi công, đang tìm về đơn vị. Vai nữ thứ hai tên Thúy là con gái lớn trong gia đình người miền Bắc di cư, định cư ở Gia Kiệm, vùng Hồ Nai, tỉnh Biên Hòa. Cô phải bỏ dở dang sự học hành để đi làm kiếm tiền giúp cha mẹ. Sau khi người cha đi làm rừng bị chết vì chiến tranh. Vai thứ ba là cô gái tên Hoa. Ba hoàn cảnh, ba cuộc đời khác biệt nhưng họ đã gặp nhau và đã cùng chung ý tưởng, hàn gắn những đổ vỡ, đau thương do chiến tranh gây nên cho thôn ấp. Vào thời điểm 1969 có khoảng 140 cuốn phim đen trắng 16 ly của Trung tâm Quốc gia Điện ảnh sản xuất, tức phim của nhà nước được trình chiếu khắp mọi nơi trên vùng Việt Nam Cộng Hòa. Đạo diễn Bùi Sơn Duân rất bạo đã đem toàn những khuôn mặt mới vào phim, sử dụng người địa phương vào các vai phụ. Riêng về Thanh Tú, từ một kép cải lương, anh được đạo diễn Bùi Sơn Duân khám phá đưa sang đóng phim, gặt hái được những diễn xuất trọn vẹn, từ đó Thanh Tú thực sự bước qua điện ảnh. Với tương lai mở rộng, vinh quang sáng lạng chờ đón, nhiều hãng phim mời mọc ký hợp đồng với giá cao. Về kỹ thuật phim trường thì đạo diễn Bùi Sơn Duân đã tận dụng địa hình thiên nhiên sẵn như sông rạch, đường xá, vườn tược, nhà cửa, đồn trại nghĩa quân, tất cả đều phong cảnh sống thực. Về ánh sáng thì cũng không phải sử dụng nhiều đèn nặng quát rườm rà, mà tận dụng ánh sáng tự nhiên của mặt trời cùng những đêm trăng sáng. Tóm lại chi phí chẳng là bao. Khi nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ thực hiện bộ phim Người Cô Đơn, thì bên cạnh Thanh Nga và Vân Hùng, cái tên Thảo Sương càng được người ta chú ý nhiều hơn khi là gương mặt nữ chính thứ hai bên cạnh nữ hoàng sân khấu Thanh Nga. Sau bộ phim này, Thảo Sương từ giã nghề diễn viên điện ảnh thương mại. Thank you.
Sau khi sang Mỹ sinh sống, Thảo Sương trở lại hoạt động nghệ thuật. Cô tham gia lồng tiếng cho những phim bộ của Hồng Kông và tham gia ca hát, đóng kịch. Với ban kịch sống của nữ kịch sĩ Túy Hồng, Thảo Sương đóng vở Đoạn Tuyệt cùng Túy Hồng, Hùng Cường, Dũng Thanh Lâm, cô nhận vai bà án rất duyên. Ở tuổi làm bà, cô vẫn còn khá duyên dáng. Thảo Sương có thú vui đi du lịch, săn sóc cây cảnh và cá kiểng. Đặc biệt, Thảo Sương nấu ăn rất ngon, nhất là những món ăn có hương vị song hương núi ngự. Cô bình an và hạnh phúc bên những người thân. We'll be right back.